Hey Mina-san, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhược ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Sa sore de wa. Như chúng ta thấy thì bạn nữ này sẽ đi đến chùa vàng Kinkakuji và bạn ấy sẽ đi cùng với Tomodachi, bạn bè. Và câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đấy? À đúng rồi, Tomodachi to Kinkakuji e ikimasu. Và mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là danh từ chỉ người tố ikimasu, kimasu, kerimasu, có nghĩa là đi đến về với N. Và tố là trợ từ biểu thị sự liên kết với một người hoặc động vật cùng thực hiện hành động. Và chú ý trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì chúng ta sẽ dùng hito đi đế. Như ở ví dụ này thì bạn này sáng nay đã đi đến trường học cùng với bạn bè. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nói như thế nào nếu như áp dụng mẫu công thức vừa rồi? À đúng rồi, watashi wa kesa tomodachi to gakko e ikimashita. Watashi wa kesa tomodachi to gakko e ikimashita. Sáng nay thì tôi đã đi đến trường học cùng với bạn bè. Kino jibin kyuku e ikimashita. Hôm qua thì tôi đã đi đến bưu điện. Như các bạn thấy thì bạn nam này đã đi một mình. Tức là kino hitori de jibin kyuku e ikimashita. Vì bạn ấy đi một mình nên chúng ta dùng hitori de. Và nghi vấn từ ở mẫu câu này đó là dare và trợ từ tố. Có nghĩa là với ai vậy? Asta dare to subae ikimasu ka? Asta dare to subae ikimasu ka? Ngày mai thì bạn sẽ đi siêu thị cùng với ai vậy? Như các bạn thấy thì bạn nam sẽ đi cùng với gia đình, tức là Asta kazoku to subae ikimasu. Asta kazoku to subae ikimasu. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Sa, và đây đấy, Mata Kondo, Onegai Tashimasu.